Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với Way to with Horror. Sau những màn đằng xuất các nạn nhân xấu số một cách dã man, gã hề xã nhân Art đã chính thức quay trở lại màn ảnh với tác phẩm Terrifier 2, được ra mắt vào năm 2022. Vẫn với tiêu chí không có máu me nhất, chỉ có máu me hơn, Terrifier 2 sẽ tiếp tục mang tới hành trình thảm sát của gã hề bệnh hoạn. Tuy nhiên, lần này Art đã có một người bạn đồng hành, và đặc biệt con mồi mà gã lựa chọn lần này lại không hề dễ dàng loại bỏ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng Way to with Horror tóm tắt và giải mã một số chi tiết đặc sắc trong Terrifier 2 nhé. Let's go! Nối tiếp những diễn biến từ phần 1, sau khi sống dậy một cách bất ngờ trong nhà xác, tên hề sát nhân đã ngay lập tức kết liễu bác sĩ pháp y và lấy một con mắt của ông để thay cho con mắt đã bị thương của mình. Bỏ lại hiện trường tanh mùi máu, Art thản nhiên ghé qua một cửa tiệm giặt là để vệ sinh trang phục. Mặc kệ nhân viên cửa tiệm đang ngủ gật, Art vui vẻ đọc bài báo về vụ án bé gái tên Emily bị sát hại ở khu lễ hội cũ trong thị trấn. Bỗng từ phía băng ghế bên kia xuất hiện một bóng hình nhỏ thó. Không ngờ, ở nơi đây lại xuất hiện một bé gái có bộ dạng tái nhợt, mặc trang phục đen trắng, y chang gã hề. Một lớn, một nhỏ, không ai nói lời nào, nhưng từ ánh mắt và thái độ thân thiết của cả hai, ta đều biết rõ đây sẽ là cặp song sát quái đản. Vậy là sau khi có cho mình một người bạn đồng hành, Art đã nhẫn tâm sát hại nhân viên cửa hàng giặt là và tiếp tục hành trình săn người của mình. Một năm sau, căn nhà của ba mẹ con Sienna đang tất bật chuẩn bị cho Halloween. Sienna thì tự tay may trang phục cho ngày hội, bởi nhân vật nữ thần chiến binh cô muốn hóa thân là do chính người bố đã qua đời thiết kế riêng cho cô. Sienna vừa tỉ mẩn may vá, vừa mong có thể làm bố tự hào. Ngược lại, em trai Jonathan thì đang mải mê tìm kiếm thông tin về gã hề sát nhân, vì năm nay Jonathan sẽ hóa trang thành Art the Clown. Dường như Jonathan đã có một sự ám ảnh nhất định đối với Art khi cậu không chỉ tìm hiểu về gã sát nhân, mà còn toàn bộ thông tin về những nạn nhân của hắn, trong đó có Vicky, người đã hóa điên mà sát hại nữ MC Monica Brown nổi tiếng. Đêm ấy, Sienna chìm vào giấc ngủ với chiếc TV đang phát đoạn quảng cáo về khu vui chơi Clown's Cafe, khiến cho giấc mơ của cô ấy lấy bối cảnh tại chính khu vui chơi này. Vậy là từ đây, Art xuất hiện trong giấc mơ của Sienna với túi quà khổng lồ. Hắn tặng cho mỗi đứa nhóc một chút quà vặt, nào là bánh, nào là kẹo. Nhưng khi tới Sienna, Art lại tặng cho cô một chiếc hộp bí ẩn. Sienna càng sợ hãi muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Art càng tiến sát ép buộc cô mở gói quà. Ai ngờ bên trong lại chính là một trái tim với vô số giòi bọ lồm ngổm. Chưa kịp định thần, gã hề lại bắt đầu bộc lộ bản chất khát máu khi gã bất ngờ rút ra một khẩu súng máy và sát hại toàn bộ những người có mặt tại khu vui chơi. Sienna may mắn trốn thoát và cố gắng bỏ tới phía bàn ăn nơi có hộp ngũ cốc kỳ lạ. Linh cảm bách bảo Sienna rằng trong hộp ngũ cốc có thứ gì đó rất quyền năng, nên ngay khi tên hề tóm được Sienna, cô liền rút ra một thanh gươm từ trong hộp ngũ cốc mà chặn đứng họng súng phun lửa của Art. Tuy nhiên thì khi tỉnh lại, Sienna nhận ra bộ trang phục chiến binh của cô đang bốc cháy. Ngọn lửa dữ dội trực chờ thiêu rụi cả ngôi nhà, khiến cho mẹ Barbara phải hốt hoảng dập cháy. Song, còn có điều kỳ lạ hơn, đó chính là thanh gươm người cha quá cố để lại cho cô. Thứ xuất hiện trong giấc mơ lại hoàn toàn nguyên vẹn, dù lửa thiêu cháy vô cùng ác liệt. Ở một chiều hướng khác, hôm nay Jonathan tới trường trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Sự kiện cháy nhà hôm qua vẫn khiến cậu bị ám ảnh. Trong lúc đi lang thang quanh trường học, Jonathan bất ngờ trông thấy hai người mặc trang phục hề đang ôm một con chuột to béo trong tay. Hai kẻ đó chính là Art và bé gái hề được gọi là Little Pale Girl. Jonathan tưởng mình gặp ảo giác, không thể tin gã sát nhân cậu tìm hiểu bấy lâu nay giờ đây đã quay trở lại thị trấn Miles. Vậy là ngay khi Jonathan bị chúng phát giác, Art đã thẳng tay ném con chuột vào người cậu bé. Jonathan sợ hãi chạy một mạch khỏi trường, khiến cô hiệu trưởng lập tức yêu cầu gặp mặt phụ huynh để xử lý hành vi của cậu. Tại một nơi khác, Sienna và cô bạn thân Ali đang cùng nhau đi mua sắm trang phục mới cho Sienna. Dù không còn tâm trạng đi chơi Halloween, nhưng Sienna vẫn mong muốn được tái tạo bộ trang phục bố cô đã thiết kế. Song, cũng tại cửa hàng này, Ali đã bất ngờ chạm mặt với Art, và chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, ta có thể thấy Art đã xác định được con mồi tiếp theo. Không những vậy, Sienna cũng bị Art gây khó dễ khi hắn 5 lần 7 lượt giở trò chọc ghẹo trong lúc cô thanh toán. Sienna vốn biết Art là gã sát nhân nổi tiếng ở thị trấn Miles, nhưng cô lại đơn thuần nghĩ người đứng trước mặt mình hiện tại chỉ là kẻ hóa trang giống Art. Anh nhân viên cửa hàng thấy Art trêu chọc Sienna cũng lớn tiếng dằn mặt gã hề và tạo điều kiện cho Sienna rời đi trong yên ổn. Tuy nhiên ngay khi Sienna ra về, Art đã bình thản khóa cửa tiệm và tiến tới anh nhân viên để thực hiện tội ác. Kết cục khi khách hàng khác tới cửa tiệm, Art đã vui vẻ cầm chiếc đầu của nhân viên, không ngừng làm trò mua vui cho họ. Tiếp tục với diễn biến từ Sienna, cô trở về nhà và trông thấy Jonathan đang thẫn thờ ngồi xem lại cuốn sổ vẽ của bố. Jonathan kể cho chị nghe về chuyện gặp gã hề Art tại trường và đưa Sienna xem những bức tranh bố từng vẽ. Trùng hợp thay, các bức vẽ đều là những nạn nhân của Art.
Đặc biệt còn có một mảnh báo đưa tin về vụ cô bé Emily bị sát hại tại khu lễ hội. Khi dở tới trang vẽ nhân vật nữ thần chiến binh, Jonathan phỏng đoán rằng có thể bố đã nhìn thấy trước tương lai và định mệnh của Sienna phải tiêu diệt Art bằng thanh gươm bố để lại cho cô. Song, đối diện với thái độ chân thành của Jonathan, Sienna vẫn nặng trĩu một nỗi ngờ vực. Cô vừa sợ hãi không dám đối diện sự thật, vừa cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng bố đã mắc chứng hoang tưởng nặng vào những ngày cuối đời. Nên mặc kệ lời khẩn khoan cầu xin của em trai, Sienna vẫn quyết định đi chơi Halloween cùng hội bạn gái để khuây khỏa. Và lúc này đây, Ali đang chuẩn bị cho buổi tiệc tùng tối nay, nhưng cô đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ dưới tầng. Không ngờ khi tới kiểm tra, cả cánh cửa đã bị phá toang, và theo đó, gã hề đang đi lại trong căn bếp nhà cô. Với dã tâm tận diệt cô nàng xấu số, Art đã để Ali nằm sấp trên giường và bắt đầu hành hạ cô gái. Hắn không những loại bỏ lớp da đầu của cô, mà còn tước đoạt đi cánh tay của Ali. Trong mắt Art, Ali chỉ là vật tiêu khiển, không hơn không kém. Đến khi mẹ của Ali trở về nhà và phát hiện xác con gái trên giường, bà cũng không tránh khỏi số phận bị gã hề đe dọa tới chết. Mặt khác, Sienna đã thành công hoàn thiện lại bộ trang phục nữ thần chiến binh của mình và sẵn sàng tham dự tiệc Halloween. Song có một chi tiết trên bộ trang phục đã bị Sienna bỏ quên, đó chính là thanh gươm chiến binh. Tụ họp với cô bạn Brooke tại một quán bar náo nhiệt, Sienna nhanh chóng bị cuốn vào cuộc vui mà lãng quên đi Ali. Brooke còn đặc biệt đưa cô một ly rượu và ép buộc Sienna phải nốc cạn. Song trái ngược với bầu không khí náo nhiệt ấy, Jonathan đang vô cùng lo lắng và cố gắng sắp xếp những manh mối bố để lại. Cho tới khi mẹ nói chuyện với Jonathan về sự cố ở trường học hôm nay, cậu bé đã lớn tiếng khẳng định mình không làm những trò phá phách ấy và cho rằng bố biết gì đó về tên sát nhân Art. Barbara đã thực sự không nhịn được mà xé nát cuốn sổ vẽ và tát con đau điếng. Sự tủi thân, uất ức như một ngòi nổ thôi thúc Jonathan bỏ nhà ra đi, để lại mẹ ở nhà một mình. Nhưng rồi thì gã hề đã nhân cơ hội đó mà tiếp cận Barbara. Khi bà kiểm tra gara và phát hiện chiếc xe đã bị làm bẩn, Barbara đã vội vàng kết luận Jonathan chính là người đã gây ra đống chiến tích này để khiêu khích bà. Đúng lúc Barbara tự tay lau vết bẩn trên kính, bà mới nhận ra gã hề đang ngồi ngay trong xe. Từ đây, Art đã nhanh chóng bắn chết bà và dụ Jonathan về nhà để chứng kiến cái xác không toàn thây của mẹ. Trông thấy thảm kịch trước mắt, Jonathan liền nghĩ ngay tới thanh gươm của bố mà chạy lên phòng. Song với sức mạnh khủng khiếp, tên hề đã thành công tiêm một mũi an thần cho cậu bé và vô tình nhìn thấy thanh gươm. Sienna lúc này đây đang trong tình trạng mất kiểm soát khi Brooke thừa nhận cô đã bỏ mai thúy vào trong cốc rượu của Sienna. Dù với mục đích muốn bạn được vui vẻ, nhưng hành động này của Brooke đã khiến Sienna lên cơn hoang tưởng và liên tục nhìn thấy Little Pale Girl. Từ đó, buộc cho Brooke và bạn trai Jeff phải đưa cô về nhà. Nhưng rồi Sienna bất ngờ nhận được cuộc gọi từ em trai, yêu cầu cô tới đón tại địa điểm khu lễ hội cũ, nên cô đã cùng cặp đôi Brooke tới nơi đây. Mặc cho sự thật, Little Pale Girl đã giả giọng Jonathan mà gọi cho chị gái. Tới nơi, gã hề sát nhân tiếp tục dùng điện thoại của Jonathan mà dẫn dụ Sienna tới khu vực nhà ma, còn Brooke và Jeff đã ở lại trong xe tình tứ. Thông qua những lời Brooke kể về cô bạn, ta được biết bố của Sienna được chẩn đoán mắc bệnh u não và vào những ngày cuối đời, ông liên tục nhìn thấy ảo giác. Trong một lần mất kiểm soát, bố Sienna đã lái xe và đâm vào máy điện áp của thị trấn. Ông bị thiêu cháy đầy đau đớn và cái chết oan ức ấy vẫn ám ảnh hai chị em Sienna khôn nguôi. Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống với câu chuyện bi thảm. Jeff đành xuống xe để lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, ngay khi Brooke quay đầu nhìn bạn trai từ trong xe, cô đã tận mắt chứng kiến gã hề tấn công Jeff tới chết và tiếp tục lao tới truy sát Brooke, buộc cho cô phải chạy vào khu lễ hội để cầu cứu Sienna. Brooke rơi vào cảnh đường cùng khi lạc vào một nhà vệ sinh cũ. Cô vừa lấy một thanh gỗ để tự vệ, mà không ngờ Art đã thẳng tay hất axit vào mặt cô và thành công sát hại Brooke. Tới khi Sienna phát hiện xác bản thân, Art lại tiếp tục lao tới đánh đập Sienna và bỏ lại cô bất tỉnh trên sàn để tiến tới Jonathan. Cậu em trai lúc này đây đã tỉnh lại sau liều thuốc mê và vô cùng đen đủi khi chạm mặt với gã hề. Với vũ khí trong tay, Art liên tục đả thương Jonathan, tưởng chừng như cậu sẽ đăng xuất trong tình cảnh khốn khổ ấy, nhưng Sienna đã bất ngờ găm cả chiếc gậy đinh vào đầu gã và cùng em trai chạy trốn. Jonathan nhận ra gã hề đã lợi dụng cậu để dụ Sienna vào chỗ chết. Đó chính là điều bố của họ đã nhìn thấy, và số phận của Sienna phải là người kết liễu gã sát nhân này. Mọi chuyện càng hợp lý hơn khi thanh gươm có thể là vũ khí duy nhất có thể lấy mạng hắn. Từ đây, Sienna như được tiếp thêm sức mạnh mà dũng cảm bảo vệ em trai trong lần đối đầu tiếp theo với tên hề bất tử. Mặc cho Art đã sống dậy và dùng dây xích điên cuồng quật lên người Jonathan, Sienna vẫn lấy thân mình làm bia chắn cho em. Thậm chí cô nàng còn giật ngược lại dây xích mà chống trả, khiến cho Art phải sợ hãi lùi bước và thành công sát hại hắn lần thứ hai. Song khi Jonathan ngất đi vì đau đớn, gã hề lại tiếp tục sống dậy và dùng chính thanh gươm gia truyền đằng xuất Sienna, rồi đẩy cô ngã xuống một bể nước không lối thoát. Sienna không còn sức kháng cự, máu từ vết thương chí mạng cứ thế tuôn ra. Nhưng ngay khi cô nàng chấp nhận kết cục thảm thương, thì thanh gươm bỗng chốc phát sáng, vết thương trên bụng theo đó mà dần hồi phục.
Vậy là đúng thời điểm Art đang sơi tái Jonathan, Sienna đã mạnh mẽ trở lại và dùng thanh gươm đang xuất cả chiếc đầu của hắn. Hai chị em Sienna đoàn tụ trong nước mắt, chấp nhận sự thật, giờ đây họ đã mất cả cha lẫn mẹ. Bỗng từ phía xác gã hề, chợt xuất hiện cô bé Little Pale Girl. Xong, cô bé chỉ nhặt chiếc đầu của Art lên và rời khỏi hiện trường với đôi mắt màu vàng sáng mà không làm hại hai chị em. Bộ phim kết thúc với phân cảnh tại bệnh viện tâm thần. Nạn nhân Vicky bắt đầu hành xử cuồng nộ khi cô liên tục viết lên tường bằng máu. Chiếc bụng của cô cũng nhô cao như thể có thai. Tuy nhiên khi bác sĩ tiến vào phòng bệnh, họ đã phát hiện Vicky vừa đẻ ra chiếc đầu của gã hề sát nhân với khuôn mặt vẫn còn đang cử động, bằng chứng cho khả năng tái sinh của Art là vô cùng ngoạn mục. Hắn sẽ không dừng lại và hai chị em Sienna vẫn sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Có thể thấy cái kết của Terrifier 2 để lại trong lòng khán giả rất nhiều câu hỏi. Một trong số đó là tại sao Vicky lại có khả năng tái sinh ra gã hề Art. Ta được biết Art vốn là một thực thể bất tử, dù cho đến phần 2 bộ phim vẫn chưa tiết lộ toàn bộ nguồn gốc của gã. Tuy nhiên với tình tiết Vicky hạ sinh ra phần đầu của Art, ta có thể khẳng định chỉ cần bộ phận đầu của tên hề còn nguyên vẹn thì hắn sẽ nhanh chóng quay trở lại và tiếp tục chuỗi tàn sát. Song để giải thích cho nguyên nhân Vicky và Little Pale Girl lại trở thành cánh tay phải đắc lực của Art, thì nếu như các bạn để ý kỹ, cả hai nạn nhân của Art đều sở hữu đôi mắt màu vàng sáng mỗi khi thực hiện những tội ác thay cho gã hề. Little Pale Girl có nhiệm vụ lấy lại phần đầu của gã, còn Vicky thì tái sinh ra gã. Nên nhìn chung, Art có khả năng thao túng các nạn nhân và biến họ trở thành một dạng vật chứa cho quá trình tái tạo lại cơ thể. Chi tiết các nạn nhân của Art trở thành những công cụ hỗ trợ cho tội ác của hắn cũng mở ra hướng phát triển lâu dài cho thương hiệu phim. Vì nếu dựa trên những tác động hắn gây ra cho Vicky và Little Pale Girl, ta có thể dự đoán rằng rất có khả năng Sienna và Jonathan cũng sẽ trở thành vật tiêu khiển tiếp theo của gã. Ban đầu khi xem Terrifier 2, nhân vật Little Pale Girl có thể gây ra hiểu nhầm rằng cô bé là một người bạn hoặc là một thực thể tương tự như Art. Nhưng xuyên suốt bộ phim, cái tên Emily Crane, nạn nhân bị giết tại khu lễ hội cũ, vẫn liên tục xuất hiện. Thậm chí trong cuốn sổ tay của bố Sienna, thông tin về cái chết của Emily cũng được nhấn mạnh. Và dựa vào nhận dạng của Little Pale Girl và Emily Crane, ta cũng có thể thấy được sự tương đồng. Waterway cho rằng rất có thể Little Pale Girl chính là Emily, nạn nhân đầu tiên của Art. Tuy nhiên thái độ ủng hộ và thân tình của cô bé với Art lại trái với phản ứng thông thường của một nạn nhân. Vì vậy, có thể với sức mạnh thao túng và điều khiển các nạn nhân, Art đã biến Emily trở thành tay sai đắc lực của hắn. Một phiên bản mini luôn sẵn sàng hiến dâng tất cả để bảo vệ thân xác của Art. Điều này cũng trở nên hợp lý với trường hợp của Vicky. Khi ban đầu nhận lời phỏng vấn trên sóng truyền hình, cô cũng có thái độ căm ghét và thù hận với Art. Nhưng chỉ khi bị thực thể này tác động và chiếm hữu, Vicky mới trở thành kẻ sát nhân, y như gã hề bệnh hoạn. Nhìn chung, Terrifier 2 đã có những bước tiến mới trong cốt truyện, đồng thời cài cắm các tình tiết mở rộng nguồn gốc của nhân vật Art. Song, có một điểm mà Waterway cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đó là nguồn gốc của thanh gươm và bố của Sienna không được làm rõ ràng trong bộ phim. Tất cả những gì chúng ta biết về thanh gươm, đó là vật di truyền do bố Sienna để lại cho cô trước thời điểm ông mất. Đồng thời, ông cũng có khả năng nhìn thấy tương lai của gã hề và các nạn nhân. Thấy những manh mối rời rạc như bố Sienna phát điên và nhìn thấy ảo giác trước khi chết. Cùng những bức họa mô tả chi tiết khung cảnh hành hình nạn nhân của Art, rất nhiều fan của Terrifier đã phán đoán Art chính là bố của Sienna. Nghe thì có vẻ rất hoang đường, nhưng nếu như Art trước khi biến đổi thành thực thể bất tử đã là một người đàn ông đoạn trí và liên tục nhìn thấy viễn cảnh kinh hoàng trong tương lai, thì khả năng ông trao lại vũ khí tận diệt phiên bản xấu xa của bản thân cho con gái là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, đây vẫn là một lời phán đoán từ các fan của bộ phim. Còn riêng đối với Waterway Horror, thì chúng mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi phần thứ 3 của Terrifier được ra mắt trong năm nay để có thể khám phá cặn kẽ nguồn gốc của thực thể Art the Clown. Còn các bạn thì sao? Mọi người có những suy đoán gì về nhân vật gã hề sát nhân này? Và liệu các bạn có ngóng chờ Terrifier 3 không? Hãy để lại comment phía dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Waterway out.